6 tỷ phú thế giới của Việt Nam trước khi giàu làm gì? Năm nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần thứ 9 góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với khối tài sản 7,3 tỷ đô. Ông là người không ai ở Việt Nam là không biết. Nhiều năm trước khi trở thành tỷ phú như hiện nay, ông đã có thời gian khởi nghiệp từ kinh doanh nhà hàng, rồi sản xuất mì ăn liền ở Kharkov, Ukraine. Nhà máy sản xuất mì ăn liền của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lúc đó chỉ có 30 công nhân làm việc. Sản xuất sản phẩm có thương hiệu mì tôm là Mivina. Sản phẩm mì tôm Mivina không chỉ được người dân Ukraine ưa chuộng mà còn được bán tới nhiều quốc gia khác như Estonia, Latvia, Latvia, Moldova, Ba Lan, Đức, Israel. Hiện nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam, chủ tịch tập đoàn Vingroup. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, phó chủ tịch hội đồng quản trị HD Bank, phó chủ tịch và CEO của hãng hàng không Vietjet Air, có khối tài sản 2,8 tỷ đô. Bà Thảo từng đỗ đại học ngoại thương rồi du học ở Đông Âu. Bà từng chia sẻ sáng đi học, chiều về làm kinh doanh. Thời điểm đó, bà kinh doanh đủ thứ từ hàng điện tử, máy tính, máy fax đến băng đĩa. Bà cũng đưa về các mặt hàng như sắt thép, phân bón. Sau 3 năm, bà có 1 triệu đô khi mới 21 tuổi. Trở về Việt Nam, bà Thảo khá kín tiếng. Sau đó, nữ tiếng này trở thành tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air. Ông Trần Đình Long, sinh năm 1961 tại Hải Dương, hiện ông có tài sản 2,2 tỷ đô và đứng thứ 1.444 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Ông còn được gọi là vua thép. Năm 1992, ông Trần Đình Long cùng bạn lập công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị phụ tùng Hòa Phát, chuyên buôn đồ cũ từ Nga về. Giai đoạn từ năm 1992 đến năm 1996, ông đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty. Năm 1996 đến năm 2005, ông giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị các công ty thuộc nhóm Hòa Phát. Hiện ông là chủ tịch của tập đoàn Hòa Phát. Trong một bài phỏng vấn chia sẻ sau khi có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes hồi năm 2018 với tài sản 1,3 tỷ đô, ông Trần Đình Long từng cho biết: "Thực ra hàng ngày khi làm việc tôi có nghĩ đến tiền đâu nên còn chẳng biết là mình có bao nhiêu tiền. Chắc chẳng phải riêng tôi mà nhiều người cũng thế." Ông Hồ Hùng Anh hiện là chủ tịch hội đồng quản trị tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, có khối tài sản 1,6 tỷ đô. Trong 3 năm từ năm 1994 đến năm 1997, ông đã giữ chức vụ giám đốc công ty Sanmec tại Liên bang Nga. Ông Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang là những người đầu tiên sáng lập nên công ty Masan Rus gia đình. Ông Hùng Anh trở thành cổ đông của Techcombank năm 1995 và là thành viên của hội đồng quản trị từ năm 2004. Tháng 5 năm 2008, Hồ Hùng Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Ông Trần Bá Dương, sinh năm 1960 ở Huế, hiện có khối tài sản 1,6 tỷ đô. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó với 8 người con, mồ côi cha, ông Dương phải đi làm kiếm tiền từ sớm. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, ông làm kỹ thuật viên xưởng sửa chữa nhà máy Đại Tu ô tô Đồng Nai. Năm 1997, ông thành lập công ty ô tô Trường Hải Thaco. Tên gọi của công ty được đặt tên theo con trai của ông Dương, Trần Bá Trường Hải. Năm 2000, xưởng lắp ráp xe tải hạng nhẹ của Thaco ra đời. Trường Hải là doanh nghiệp tư nhân với 100% vốn trong nước lắp ráp và sản xuất xe du lịch. Ngoài ra, Thaco cũng đã quyết định mua lại công ty nông nghiệp của Bầu Đức là Hoàng Anh Gia Lai Agrizo. Một đại gia khác ở Việt Nam cũng từng khởi nghiệp với mì tôm ở Đông Âu là ông Nguyễn Đăng Quang. Hiện ông là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của tập đoàn Masan, phó chủ tịch hội đồng quản trị của Techcombank. Ông Nguyễn Đăng Quang có khối tài sản 1,2 tỷ đô và đứng thứ 2.378 thế giới trong danh sách của Forbes.
Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Nga và tiến sĩ vật lý hạt nhân tại Belarus. Hồi những năm 90, ông đã điều hành Masan Rus gia đình tại Nga. Trong số các sản phẩm sản xuất có thương hiệu mì gói, thời điểm đó, nhà máy sản xuất 30 triệu thùng mì một tháng. Nhà máy của ông thời điểm đó còn sản xuất nước tương, nước mắm, tương ớt bán cho người bản xứ. Sau quá trình kinh doanh, đến nay công ty cổ phần Masan tại Việt Nam đang bán nhiều sản phẩm mì tôm bên cạnh nước tương, nước mắm, tương ớt và các sản phẩm khác.